Xin chào các bạn. Giải vô địch thế giới cờ nhanh và cờ chớp diễn ra tại Nga vào tháng 6 năm 2013. Quy tụ 60 kỳ thủ đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ với Elo trung bình là 2.611. Trải qua 15 vòng đấu với 30 ván cờ theo thể thức đấu giải hệ Thụy Sĩ, Quang Liêm đã xuất sắc giành chức vô địch ở nội dung cờ chớp với số điểm là 20,5 điểm trên 30 ván. Sau đây, mời các bạn theo dõi hành trình đến với chức vô địch của Liêm. Tại vòng 1, Quang Liêm được xếp thi đấu với đại kiện tướng Ugo Kusunov người Nga. Ở trận đấu mở màn vòng 1, Quang Liêm với Elo là 2.712 cầm quân đen, còn Ugo Kusunov Elo 2.657 cầm quân trắng. Mỗi kỳ thủ sẽ có 3 phút và cộng thêm 2 giây cho mỗi nước đi. Kusunov mở màn với nước đi tốt G3. Liêm đáp trả bằng nước tốt D5. Trắng đi mã G3, hình thành khai cuộc King's Indian Attack. Đen đẩy mã G6. Trắng đi tượng G2 để chuẩn bị nhập thành. Đen đi tốt G6. Trắng đi tốt C4. Đen không ăn tốt mà tiếp tục triển khai tượng G7 để chuẩn bị nhập thành, đưa vua vào vị trí an toàn. Nếu đen ăn tốt trắng thì sẽ mất một nhịp triển khai quân. Đồng thời hậu trắng sẽ D4 chiếu bắt lại tốt và gây sức ép lên quân tốt F7. Trắng ăn tốt D5. Đen lấy mã ăn lại tốt D5. Trắng nhập thành. Đen nhập thành. Trắng phát triển mã C3. Đen lùi mã về B6. Nếu đen ăn mã C3, trắng sẽ ăn lại mã, mở đường cho tượng phát triển. Hai hậu nhìn nhau. Nếu hậu đen ăn hậu trắng, xe trắng sẽ ăn lại và kiểm soát được cột mở D. Trắng đi tốt D3, mở đường cho tượng vào trận. Đen đi mã C6. Trắng đưa tượng E3 vào trận. Đen đấm tốt lên E5 gây áp lực lên khu trung tâm và làm bàn đạp cho mã C6 chuẩn bị xuất chiến. Trắng đi xe C1. Đen theo kế hoạch đưa mã D4. Trắng cũng nhảy mã vào trung tâm, có tốt D3 bảo vệ, đồng thời mở cột C cho xe. Đen đi tốt H6, củng cố ô G5 ngăn trắng phát triển xuống. Trắng đi mã C5, đen đi tốt C6. Trắng đẩy tốt A4, đen đi hậu E7. Trắng đi tốt A5, đen đi mã D5. Trắng đổi tượng lấy quân mã mạnh ở trung tâm, đen ăn lại. Trắng đi mã B3, đen ra xe D8. Trắng đi tốt A6, đen đi mã B4 bắt lại. Nếu đen lấy tốt ăn thì sẽ hình thành cặp tốt trong. Trắng ăn tốt B7, đen ăn tốt B7. Trắng đưa mã A5 đe dọa tượng B7. Đen ra xe bảo vệ. Trắng đi mã D2, mở đường cho tượng đe dọa đường chéo lớn. Đen lùi tượng A8. Trắng đi mã B3, điều thêm quân sang mặt trận cánh hậu. Đen đi xe C8, củng cố thêm lực lượng. Trắng đi xe C4 với ý đồ là ăn tốt D4 và gây áp lực lên tốt C6. Đen đẩy tốt xuống C5. Trắng ăn tượng, đen ăn tượng. Trắng đi xe E1, đen đi xe B8. Trắng đi mã D2, đen đi mã D5. Hai bên lại dồn xô quân sang mặt trận cánh vua. Trắng đi mã B3, đen đi tốt H5 với ý đồ đi tiếp tốt H6, hòng phá vỡ cấu trúc tốt cánh vua của trắng. Nhận thấy ý đồ của đen, trắng đi tốt H6 chặn đứng mũi tiến công. Đen đi xe B5, củng cố cho tốt C5. Trắng đi hậu A1, đen đi tượng H6. Trắng ăn tốt D4, nếu đen ăn mã sẽ bị mất xe. Đen lên xe B4, gạ đối. Trắng chạy mã về E3, thoát khỏi nanh vuốt của tốt C5. Đen chồng xe vào cột B để tấn công tốt ở B2. Trắng đành đổi xe, đen ăn lại. Trắng đi mã C4, nhận thấy mã trắng ở trung tâm có tốt làm bàn đạp khá nguy hiểm. Đen gạ đổi mã. Trắng ăn mã, đen ăn mã. Trắng đẩy quân tốt thông lên D4. Đen đi xe C6. Trắng đi hậu A4,
Đen đi xe e6 tấn công tốt e2. Trắng đẩy tốt e3 nhưng lại vô tình làm ô f3 bị suy yếu. Đen đi hậu b7 vừa bảo vệ tốt b4 vừa tấn công mã ở e3. Trắng chạy mã d2. Đen đi xe c6. Trắng đi mã b3 với ý đồ đi a5 để tấn công đôi cả xe và hậu. Đen đi xe f6 tấn công vào điểm yếu tốt f2 của trắng. Trắng đấm mã lên c5. Đen theo kế hoạch đưa hậu vào f3 hòng tấn công tốt f2, buộc hậu trắng lui về phòng ngự. Đen đi tốt a5. Trắng đi hậu e2 gạ đổi để giải tỏa áp lực cho tốt f2. Đen lùi hậu về d5. Trắng ra xe a1 tấn công tốt a5. Đen lùi tượng về f8. Trắng ăn tốt a5. Đen ăn mã. Trắng ăn lại mã. Đen chạy hậu ra e4. Đến lúc này thì thực sự trắng đang có rất là nhiều lợi thế khi hơn hẳn hai quân tốt ở trung tâm và có cấu trúc tốt khá là vững chắc. Thực sự lúc này theo đánh giá của mình thì Liêm chỉ hòa được nào may. Tuy nhiên chính lúc này thì bản lĩnh của siêu đại kiện tướng đã được thể hiện. Trắng đưa hậu C2 gạ đổi hậu để đưa về thế cờ tàn xe. Với lợi thế hiện có, trắng sẽ dễ dàng giành được chiến thắng. Đen lại đưa hậu vào F3, xoáy vào điểm yếu của trắng. Trắng đi xe C8 chiếu. Đen chạy lên H7. Trắng lại đi xe E7. Đen đi xe A6 với ý đồ xuống A1 chiếu. Trắng đương nhiên nhìn ra nên về hậu B1. Đen lại sang xe C6, sang xe E6. Trắng lùi xe về C1. Đen thí xe. Với việc đang kém hơn về quân số và đổi xe như thế này thì chẳng khác nào nhận thua. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng xem kỹ năng xử lý cờ tàn điêu luyện của Quang Liêm nhé. Trắng ăn xe, đen ăn tốt chiếu. Trắng chạy vua E1, đen chiếu. Vua E1, đen ăn tốt chiếu. Vua D1, đen ăn tốt chiếu. Vua E2, đen chiếu. Vua E3, đen chiếu. Vua D4, đen ăn tốt chiếu. Hậu E4 cản, đen F2 chiếu. Vua C6, hậu ăn B2. Như vậy, với việc thí xe thì đen đã vặt được đến cả 6 quân tốt của trắng. Điều này đem lại được ít nhiều lợi thế cho Liêm vì tốt là quân cực kỳ quan trọng trong giai đoạn tàn cuộc. Mặc dù như vậy, nhưng mà với việc là hơn một xe thì trắng vẫn có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn. Do đó, Liêm liên tục chiếu để cầu hòa. Trắng cũng quyết hạ đo ván Liêm nên không chịu hòa. Sau khoảng 7 nước đi, Liêm không thể tiếp tục chiếu được nữa. Lúc này, tận dụng việc hơn đến 4 tốt, Liêm đẩy tốt H4. Trắng đi hậu F3, tấn công tốt F7. Đen đi hậu E5, chiếu. Trắng chạy vua B3. Đen lên tốt F5. Trắng đi xe C4. Lần này, sau khi suy tính kỹ càng, đen đi G3, đổi hậu. Trắng ăn hậu. Đen ăn hậu. Xe trắng H4 chiếu. Vua đen G7. Xe trắng H1. Tốt F4. Có thể là đến cái nước tiếp theo này có thể là do thời gian còn quá ít, nên chính trong những giây phút quyết định như thế này thì đại kiện tướng Kusonov đã có một pha xử lý đi vào lòng đất với nước đi sai lầm là vua C4, mà đáng nhẽ ra phải là xe G1. Và Quang Liêm đã không bỏ lỡ cơ hội đấm tốt G2. Xe trắng D1 bất lực nhìn tốt đen tiến xuống F3. Biết là không thể cứu vãn được nữa, trắng đành chịu thua. Người ta nói vạn sự khởi đầu nan. Thời điểm đầu thì Quang Liêm luôn bị dồn ép và có những lúc tưởng như hòa đã là hạnh phúc. Nhưng với bản lĩnh của mình, Liêm đã giành chiến thắng đầu tiên, mang về một điểm quý giá. Mời các bạn theo dõi tiếp ván cờ thứ 2 của vòng 1 này khi Liêm được cầm quân trắng ở video tiếp theo nhé.